Anh ơi, so sánh E34 với Kia Seltos đi. Anh ơi, so sánh E34 với Hyundai Tucson đi. Mấy cái so sánh thì tôi làm nhiều rồi. Xe điện thì phải so sánh với xe điện chứ. Mà xe điện Việt Nam chưa có thì phải đi so sánh với xe điện nước ngoài. Đúng rồi, hôm nay tôi sẽ mang E34 đi so sánh với cả xe điện của Trung Quốc cho anh em xem. Anh em chuẩn bị chia làm hai phe, một phe ủng hộ E34, một phe thì đam mê xe Trung Quốc. Và tôi là ở giữa. Cùng bắt đầu thôi. Chiếc xe đầu tiên ở trong danh sách là Wastemaster AX5, được giới thiệu lần đầu vào trong triển lãm Bắc Kinh năm 2018 và sẽ được xuất hiện chính thức tại thị trường Indonesia vào đầu năm 2022. Wastemaster AX5 thì sở hữu một phần kích thước khá là tương đồng với cả VW E34. Phần đầu xe nổi bật với bộ đèn pha full LED, kết hợp với đó là một bộ mâm lên đến 18 inch. Phần đuôi xe có một dải LED kéo dài khá là giống với mẫu 3XQ7 đang được bày bán tại Việt Nam. Bước vào phía bên trong khoang nội thất thì chúng ta sẽ có một phần màn hình trung tâm lên đến 12,8 inch. Nếu như VW E34 có trợ lý ảo VV thì Wastemaster AX5 cũng có trợ lý ảo mà họ đặt tên là CAWAY. Động cơ trên mẫu xe điện Trung Quốc sở hữu một thông số tương đối ấn tượng, 215 mã lực và 315 Nm mô men xoắn. Kết hợp với đó là một bộ pin giúp cho xe có thể di chuyển được quãng đường lên đến 520 km. Ngoài ra thì bộ sạc nhanh của Wastemaster AX5 giúp cho xe có thể sạc được 50% pin chỉ trong vòng 30 phút. Mức giá của mẫu xe này tại Trung Quốc đang là khoảng đâu đó gần 150.000 nhân dân tệ, và nếu quy đổi sang tiền Việt Nam nó sẽ rơi vào khoảng tầm trên 500 triệu Việt Nam đồng. Tất nhiên đó chỉ là những thông tin mà tôi tham khảo được ở thị trường nước ngoài. Wastemaster AX5 sẽ được mở bán tại Indonesia và sau đó sẽ là cả thị trường Philippines nữa ở trong năm 2022. Ngày về của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam thì vẫn luôn còn là một ẩn số. Có thể về mặt thông số thì Wastemaster AX5 vượt trội hơn so với VW E34, nhưng tôi chắc chắn có một thứ mà Wastemaster không thể hơn được VW E34, đó chính là về mặt thương hiệu. Mẫu xe thứ hai ở trong danh sách này có một cái tên khá là đáng yêu, Aura Good Cat, hay còn được hiểu là chú mèo tốt. Aura thì là một thương hiệu chuyên sản xuất xe điện thuộc tập đoàn Great Wall Motor của Trung Quốc, cũng đồng thời là tập đoàn ô tô lớn nhất của đất nước này. Xe thì hiện tại đang được bán tại thị trường Thái Lan với mức giá quy đổi khoảng đâu đó trên 600 triệu đồng. Đúng với tên gọi thì chúng ta có một cái mẫu xe mà nó nhỏ nhắn đáng yêu như một chú mèo. Phần đầu thì trông na ná với chiếc Volkswagen Beetle. Nếu như ở trên chúng ta có chiếc Wastemaster AX5 có phần kích thước khá là tương đồng với VW E34 thì Aura Good Cat lại có phần động cơ khá giống với cả mẫu xe đến từ Việt Nam, 143 mã lực và 201 Nm mô men xoắn. Tuy vậy thì Aura Good Cat có quãng đường di chuyển tối đa lên đến 400 km, kết hợp với đó là khả năng sạc nhanh từ 30 cho đến 80% chỉ trong vòng 30 phút. Nhưng tôi lại không đánh giá cao tương lai của mẫu xe này khi mà cập bến thị trường Việt Nam, bởi vì với mức giá quy đổi tại thị trường Thái Lan là hơn 600 triệu, để lăn bánh được tại thị trường Việt Nam thì chắc chắn mẫu xe này sẽ đắt hơn VW E34 kha khá, và đó sẽ chính là một gờ giảm tốc quá lớn mà Aura Good Cat có thể vượt qua được. Mẫu xe cuối cùng ở trong danh sách này được cho là đối thủ của VW E34 là chiếc Sejong F1. Mẫu xe được mệnh danh là con ong nhỏ đang có kế hoạch thâm nhập thị trường Đông Nam Á, và đất nước đầu tiên mà mẫu xe này đặt chân đến sẽ là Malaysia. Khác với hai mẫu xe kể trên thì thời điểm ra mắt cũng như giá bán chính thức của Sejong F1 tại thị trường Malaysia vẫn đang còn là một ẩn số. Ở Trung Quốc thì anh em sẽ phải bỏ ra khoảng từ 70 cho đến 90.000 nhân dân tệ nếu muốn sở hữu chiếc xe này, rơi vào khoảng đâu đó 300 triệu Việt Nam đồng. Sejong F1 có một phần kích thước nhỏ hơn đáng kể so với E34, nhưng quãng đường di chuyển của nó lại lên đến 302 km. Mặc dù là một mẫu xe giá rẻ nhưng vẫn được trang bị khá là đầy đủ như là màn hình giải trí 8 inch, đèn tự động, gạt mưa tự động. Điểm đặc biệt của mẫu xe này đó là chức năng gian lệnh giọng nói chỉ có thể áp dụng được với tiếng quan thoại. Không biết là khi mang về Việt Nam thì các thợ độ của chúng ta có giải quyết được vấn đề này không. Nếu tương tự chiếc B9X7 thì tôi nghĩ đây không phải là một vấn đề gì đó quá lớn. Và vừa rồi là 3 mẫu xe điện Trung Quốc mà trong tương lai có thể cập bến Việt Nam để trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cả VW E34. Anh em ở phe đam mê xe Trung Quốc hay là ủng hộ E34 thì hãy cứ comment ở phía bên dưới. Tôi thì vẫn luôn đứng ở giữa. Và như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại. Ít khi chết được cái điện thoại.